Xin chào anh em, đến với mẫu bật lửa vua của quà tặng. Mẫu bật lửa chia kiểu dáng Zippo cực kỳ sang trọng này. Mẫu bật lửa chia này có kiểu dáng của một chiếc Zippo, nhưng theo đánh giá của em thì nó còn chất hơn. Chiếc bật lửa này có màu xanh dương kết hợp với hình một chú cá sấu dũng mãnh được mạ vàng gắn lên trên phần nắp, trông rất là hầm hố và sang trọng. Đó. Phần bật lửa thì làm được bằng màu xanh bóng, màu sapphire, rất là đẹp. Đó. Với thiết kế giống y hệt một chiếc Zippo, từ buồng đốt 16 lỗ cho đến bánh xe. Đó. Không những thế, chiếc bật lửa này còn có một chiếc hộp gỗ cực kỳ sang trọng, rất là thích hợp với anh em mang đi làm quà biếu, quà tặng. Đó. Đi kèm với chiếc bật lửa này là một chiếc đế pha lê rất thích hợp để trưng bày. Đó. Như thế này. Đó. Ngoài để làm quà tặng, anh em có thể để trưng bày, để chơi. Chiếc bật lửa này vừa đẹp vừa sang trọng và lại rất hợp túi tiền. Phần chú cá sấu thì được mạ vàng anh em nhé. Riêng phần mắt thì được đính đá, nhìn rất là có hồn. Đó. Để sở hữu mẫu bật lửa cực kỳ sang trọng này, anh em chỉ cần để lại số điện thoại bên dưới, Deva Shop sẽ có nhân viên tư vấn gọi tư vấn miễn phí cho anh em. Và anh em lưu ý đây là bản giới hạn, rất là có hạn anh em nhé. Anh em nhanh tay lên nhé, nếu muốn sở hữu một chiếc bật lửa sang trọng như thế này. Xin chào anh em.